và đặc biệt là cảm ơn quý vị đã đến đây. Thì vì Hồng Vân lúc nào cũng tổ chức cái gì nhà món ăn ngon cho quý vị thưởng thức bảo hạ. Đồng ý không? Quý vị đồng ý là lần tới Hồng Vân sẽ tổ chức một buổi tính phòng, một buổi văn nghệ mix như vậy. Và quý vị sẽ ủng hộ Hồng Vân nhé. Quý vị, hôm nay chúng ta chơi liên tục không nghỉ và chương trình sẽ xen kẽ để mà cho đỡ buồn chán. Thì như Hồng Vân đã nói là sau đây là một tiếng hát cũng từ xa. Anh là một nghệ sĩ văn thơ ca hát, nhưng mà anh không làm một nghệ sĩ, không phải là professional, có nghĩa là anh chỉ làm ca sĩ và MC thiện nguyện trong những buổi tổ chức văn nghệ ở Thụy Sĩ mà thôi. Và hôm nay anh đến đây để ngày mai mừng bà chị, cho nên là vẫn xin quý vị đón chào tiếng hát của Nguyên Ngã với những tình khúc không quên được của thời 60-70 ở dưới phòng trà. Xin chào quý vị ạ. Tại vì tôi vừa bay đi xa về cho nên cái ngồi trên máy bay chắc quỷ gió nó tung tung. Rồi hồi chiều lên nhà Tùng Linh giờ thì hôm nay cứ được lên hát đi, chúng tôi bảo Vân nó la chết. Thì nếu mà hát mà bị cái gì thì xin quý vị tha lỗi cho có Tùng Linh với Bích Loan họ kẻ không sao. Đầu tiên được đi hát bài This Now Never.